Jesus. Wow, chào tiếng Đức luôn à? Dạ, yeah, claro. Xin chào quý vị khán giả, chắc là quý vị cũng đã nhận ra khách mời ngày hôm nay là ai phải không ạ? Đó chính là ca sĩ Trọng Hiếu. Hello, Trọng Hiếu xin chào khán giả của thành phố hôm nay. Mỹ Nhật nghĩ rằng là với những cái lời chia sẻ ban đầu của Trọng Hiếu thì Mỹ Nhật đã không lầm khi ngày hôm nay lựa chọn Trọng Hiếu để mà giới thiệu cho chúng ta những cái món Tây, đặc biệt là món Đức. Và bây giờ thì Mỹ Nhật và Trọng Hiếu sẽ vào bên trong để ăn những món thật là hấp dẫn của nước Đức. Và hy vọng rằng những quý vị nào thích những món ăn này cũng có thể là một cái ý để tìm đến đây. Mình vào nhé. Đi, let's go. Nằm ở trung tâm châu Âu nên ẩm thực Đức là sự giao nhau của nhiều nền văn hóa. Nó vừa mang phong cách bình dân đường phố, vừa có nét sang trọng tại các nhà hàng. Do đó, người Đức đôi lúc rất thoải mái nhưng có khi cũng rất khó tính trong cách ăn uống của mình. Tuy nhiên, ẩm thực Đức luôn được nhiều người trên thế giới đón nhận bởi sự dung hòa trong cách chế biến các nguyên liệu cũng như việc kết hợp các hương vị thơm ngon tạo nên nét độc đáo, hấp dẫn riêng. Chị Nhật ơi, nếu mà mình nhắc đến Đức, chị nghĩ đến cái món nào đầu tiên? Xúc xích Đức không biết có đúng không em? Xúc xích là rất là đúng. Nhưng xúc xích mình thì nó ăn món chính và một món khai vị rất là ngon là cái Kula Soup, cái là như là cái soup ragu của thịt bò. Thì còn món chính thì món nào nổi tiếng? Món chính thì là chắc chắn nó cũng phải là một cái đĩa có rất nhiều loại xúc xích. Thì mình ăn thử tất cả được. Và đây là Würstelplatte và chắc chắn là Schweinshaxe. Và món tráng miệng thì cho chị Nhật chọn nhé. Nhật chọn tráng miệng nha. Cái này là cái bánh kép hoàng đế em hả? Hiếu, mình ăn cái này được không? Rất ngon. Còn cái này nữa, cái này là món bánh cuốn táo. Bánh cuốn táo Nhật thích nè. Yeah, Apfelstrudel. Ok, yeah. Yes, yeah. That's good. Nếu súp ragu bò cay với vị đậm đà và cay nhẹ của nước súp bò nấu với cà chua, thấm đều vào thịt bò và khoai tây, điểm thêm hương thơm tinh tế của ngò tây. Khi dùng chung với bánh mì baguette kiểu Đức, được xem là một trong những món khai vị hoàn hảo, thì món khai vị đặc biệt Brotzeit cũng là sự kết hợp độc đáo giữa vị mặn mà, mềm mại của thịt đùi heo muối, thịt ba chỉ xông khói với vị ngọt đắng nhẹ của phô mai Emmentaler Thụy Sĩ, phô mai kem dùng chung với bánh mì baguette, dưa leo, hành ngâm chua và ớt chuông đỏ tươi sẽ tạo thành một hương vị đặc biệt khó quên. Bình thường là bên Đức là ăn rất nhiều với rau dĩa, nhưng khi món khai vị này, bánh mì với jambon này thì mình phải cầm tay để ăn cho nó ngon, tại vì là như là mình cắn vào thế là mình thấy tất cả cái hương vị của cái món này. Ok, bây giờ mình thử cái món Gula Soup. Rất là ngon tại vì là cái này là súp với thịt bò. Cho Hiếu súp múc cho chị này. Đây. Sau khi mà ăn hai món khai vị do Hiếu giới thiệu, nhận thấy rất là thú vị. Nhất là cái món này nè, khi mình cầm mình ăn mình cảm thấy rất là hay hay. Các cái nguyên liệu nó dính vào với nhau và mình cắn, mình cảm nhận được hết luôn. Và cái món này thì nó cũng có cái vị lạ lạ. Nhận thấy nó giống như là cái sốt của spaghetti á, vị Ý á, nó rất là ngon. Hiếu thấy là nó có khác gì so với các món khai vị ở bên Đức không? Chồng Hiếu thấy là cũng rất là giống như bên Đức. Hiếu có thường đi ăn cùng bạn bè ở những cái quán mà chuyên bán món Đức như thế này không? Đến đây thì chồng Hiếu cũng không chưa đến nhiều được tại vì là cũng rất bận. Gần đây thì Hiếu có cho ra mắt một MV có tên là Con đường tôi. Yes. Và MV này thì được mọi người rất là yêu thích. Hiếu có thể chia sẻ một tí xíu về cái MV này. MV Con đường tôi thì là mình quay trong vòng 2 ngày. MV Con đường tôi này là cho khán giả nhìn thấy là đây là mình là bước ban đầu và bây giờ khi khó khăn mới bắt đầu và Trọng Hiếu mới được vào show business. MV này cũng là như là một cái lời cảm ơn với các bạn và tất cả mọi người mà ủng hộ Trọng Hiếu. Đây là cái xúc xích thập cẩm. Và bây giờ Trọng Hiếu sẽ giải thích cho chị là cái xúc xích gì là xúc xích nào. Đây là Hühnerwurst, là xúc xích thịt gà. Và đây là Knoblauchwurst. Knoblauchwurst là wurst xúc xích tỏi. Và cái này là Weisswurst, cái này là cái tên là dịch ra là xúc xích màu trắng. Và cái đặc biệt là mình cái này là phải lột da.
Như thấy là trong các cái món xúc xích cũng như là cái chân giò này nè, nó có một cái mùi rất là lạ, mình giờ không có đoán được đó là cái mùi gì. Chị ăn chân giò này chị có thấy say không? Say hả? Uống bia mới say chứ ăn chân giò sao say được. Nhưng em được, tại vì là trong cái chân giò này là đấy là ướp bằng có cái chất bia. Và cái gia vị đặc biệt của Đức là caraway. Rất là cảm ơn Hiếu, bởi vì ngày hôm nay nhờ người sành món Đức mà Nhật đã biết thêm rất là nhiều món. Và cái sự kết hợp của thực đơn ngày hôm nay quả thực là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Không biết cái từ cảm ơn tiếng Đức nói là sao? Cảm ơn tiếng Đức nói là Dankeschön. 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 Yeah. Dankeschön. Very good. Quý vị khán giả thân mến, ẩm thực là một nghệ thuật làm thi vị hơn cho cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, Nhật nghĩ rằng nếu có thời gian, quý vị hãy khám phá thêm về nền ẩm thực châu Âu để có thể tự mình cảm nhận và trải nghiệm những hương vị hấp dẫn của những món ăn này. Đến đây thì chương trình xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Mỹ Nhật và Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Mình tin rằng qua chương trình ngày hôm nay thì nhiều người cũng đang muốn khám phá ẩm thực châu Âu cùng với ca sĩ Trọng Hiếu, đúng không ạ? Chúng ta hãy chờ cơ hội nhé. Còn bây giờ sẽ là thực đơn gợi ý của chương trình ngày hôm nay. Bữa trưa chúng ta sẽ có đậu hũ tẩm hành, cà tím xào và canh thịt bò rau răm. Buổi tối chúng ta sẽ có cá thu sốt cà, đậu bắp luộc và canh cải ngọt. Đó chính là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng chờ đợi những nội dung nào sẽ được phát sóng trong chương trình ngày mai.